Điện thoại nó cũng là cái thời gian để nghỉ ngơi mà. Nghỉ ngơi cái gì? Lúc đấy lại hành cái đầu. Lúc nào anh cầm vào một tiếng mà xem liên tục ấy. Để sao anh chóng mặt. Không thì anh ngồi máy tính điện thoại còn nhiều hơn cả em. Anh thử xem cái tần suất sử dụng điện thoại của anh với của Không em, ngờ nhiều bằng em. ai hơn ai. Đừng có bảo Chưa, trong điện thoại này có này, sao phải cãi. nhưng mà căn bản Trong là bản ngày hôm nay luôn đi nào, dám không? căn bản là anh Ôi công việc ôi, kiểu anh chỉ nói mồm thôi. Thế em cũng có công việc ở điện thoại ấy, anh chỉ muốn dạy dỗ em thôi. Anh có ấy đâu mà anh toàn dạy dỗ, nói chuyện sống luôn chứ chị ạ. Anh để anh nói chuyện. bây giờ anh hỏi em nhé. Thầy giáo dạy mình kiến thức để sao mình kiếm tiền, nhưng thầy giáo đi dạy kiến thức để kiếm tiền, tại sao? Sao thầy giáo không dùng đi kiến thức đấy đi để mà kiếm tiền? Kiếm tiền đi, việc gì phải dạy đúng không? Bởi vì ấy, Ông ấy có kiếm bởi vì tiền ông bằng ấy cái đấy, không, bằng kiến thức đấy đâu. bởi vì ông là anh nói ví dụ ông Ông là thầy giáo em ấy. thì Thầy ra giáo dạy thầy giáo toán em ấy. à, thì ra dạy giáo cái gì, Sao ông dùng cái công thức toán bởi học vì của ông là đi mà ấy, kiếm tiền? bởi vì là ấy, chỉ một cái toán học giỏi về một toán học hay không thôi không thể nào mà kiếm tiền được, mà người ta phải giỏi về toàn bộ nhiều thứ khác nữa. Ví dụ bây giờ được giỏi độc toán không mà bảo là đi kinh doanh đi kiếm tiền thì làm sao mà được. Tức người ta dạy toán nó chỉ là một phần, một khía cạnh nào đấy của cái việc kiếm tiền thôi, chứ phải là toàn bộ. Ngoài cái đấy ra mình còn Làm phải nào để học kiếm tiền? học hỏi nhiều cái khác nữa, Đâu là thì ngoài giỏi toán ra anh còn phải